Mệt quá. Em làm gì em nhìn anh đăm đăm vậy? Người ta bảo ấy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, hiểu không? Nói cái gì không hiểu gì hết á. Hôm nay tự nhiên mắc cái chứng gì mà em mở miệng ra toàn là ca dao tục ngữ không vậy? 3 năm ở với thằng Đần ấy không bằng 1 phút ở gần người khôn. Anh hiểu chưa? Hiểu chưa? Thôi mừng quá cả. Hiểu rồi. Tưởng nói gì? Cũng phải đến một lúc mà đầu anh nó mới tủng ra chứ. Nói quá không à, thiệt. Lâu lắm rồi đó. Lâu lắm rồi mới thấy khen người ta. Ý là khen anh thông minh, đẹp trai, giỏi giang cái gì. Trời, dễ thương ghê. Không phải à? Trong cái mặt anh, nó vẫn đần đần đặc. Khổ quá cơ. Em đã giận anh từ bao nhiêu lâu nay rồi. Hôm nay nói chuyện với anh, em càng giận hơn. Ngày xưa ấy, còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa một mình. Anh hiểu không? Hiểu. Nói ra vậy là hiểu liền à. Ý em nói là ngày xưa khi mà hai đứa mình chưa có cưới nhau, em đẹp, em dễ thương, biết bao nhiêu người đàn ông hả mê em, theo em, muốn đưa em về nhà. Còn giờ em già nua xấu xí, không ai thèm em nữa, cho nên em toàn đi một mình như vậy. Dạ, 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 dạ. Làm gì? Anh lại em, em làm ơn em có cái gì em nói thẳng đi. Em đừng có dùng cái thơ ca tục ngữ em giả vô mặt anh nữa. Em càng làm vậy anh càng không hiểu đâu. Thiệt. Tại vì em nói với anh từ ngày này qua ngày khác, từ lúc cưới nhau em đã nói rồi mà. Em chả bao giờ em ngừng nói cả. Mà có bao giờ anh hiểu không? Không. Cho nên tôi phải dùng những lời hay ý đẹp, tinh hoa của ông bà truyền lại để chỉ dạy cho anh. Em nói ít rồi. Nói ít tôi làm sao mà em nói ít được. Vợ là thánh chỉ vua ban, có sao dùng vậy không bàn đúng sai. Quỷ thần chứng giám hai vai, vợ là chân lý không sai bao giờ. Đấy, anh chỉ cần nhớ cái điều đấy thôi. Nói tóm lại nãy giờ đi. Em nói tới nói lùi, nói tới nói lùi. Anh không hiểu một cái gì luôn á. Em ơi, sao con người anh sinh ra anh lại có thể đần độn như thế? Tại sao tôi lại có thể lấy một cái người chồng mà đần độn như thế? Em vừa phải rồi, em chửi anh hoài. Có cái gì thì cứ nói hoạch toẹt ra đi. Chứ tôi chẳng nói hoạch toẹt từ nãy rồi còn gì nữa. Thì bây giờ cần cái gì? Là ý của tôi là anh đi xuống bếp mang cái tô cháo gà lên đây cho tôi ăn. Hả? Gì vậy? Ngồi cả buổi trời mặt mày giống như là bị giật tiền hay sao á. Mày đó nha, bữa nay tao thấy mày có chuyện gì á, đúng không? Thấy mày suy tư dữ dội lắm. Có chuyện gì? Nói. Chú hai ồn ào quá, con nói thiệt. Con rầu thúi ruột luôn. Vậy thôi đi chỗ khác đi. Chỗ tao đang đọc sách, nói tao ồn đi chỗ khác. Thôi nhưng mà thiệt, giờ con không nói với chú, con cũng biết nói với ai nữa. Nhưng mà nói ra sợ chú không hiểu. Trời đất ơi. Nói thiệt, cái câu chuyện của con nó, cái người mà hiểu được là cũng phải thuộc hàng gọi là giáo sư tiến sĩ mới hiểu được. Mày thấy tao đang đọc gì không? Đọc gì? Bách khoa toàn thư. Đúng. Có nghĩa là cái cuốn sách này là tất cả những kiến thức nguyên bác của toàn thế giới viết vô đây, hiểu không? Tức là là có cái... nghĩa là cái gì ta cũng biết hết trơn á. Vậy thử chú hai tìm giùm con trong đó có tục ngữ ca dao Việt Nam không? Ca dao tục ngữ Việt Nam hả? Không cần đọc ở trong này luôn. Một bụng ta nè. Hỏi đi, ta trả lời cho coi. Ta phân tích cho coi. Con gặp cái chuyện vậy nè. Chuyện sao? Tức là tuần sau là sinh nhật vợ con rồi. Cái thì con không biết tặng quà gì cho vợ con. Con mới suy nghĩ. Con quyết định là thôi. Con dành dụm chút tiền cái con đưa cho vợ con. Vợ con thích mua gì thì mua, đúng không? Mua phải hợp ý thích thì mới được. Mà cái tự nhiên cái vợ con không chịu lấy. Không chịu lấy cái con bày đặt hả? Nói ra nguyên một hàng ca dao. Nói cái câu gì nè. Anh ơi, bấy lâu nay em vẫn đốt than nướng cá cho vàng, lấy tiền mua rượu cho chồng nhậu chơi.
Đấy, anh muốn hiểu thế nào thì hiểu. Anh muốn làm cái gì thì làm. Nhá, honey. Cái nói thế đó tự nhiên con gái đâu không hiểu. Trời đất ơi, thánh thần thiên địa được. Đúng là cái đồ mà ham ăn hốt uống, ham ăn, ham nhậu, ham ngủ, ham chơi, không có ham học. Một cái câu mà tẹt vợ mày nó nói ra vậy mà không hiểu hả? Ý con vợ mày á, nó kêu mày đi ra mua cái lò nướng cho nó. Hiểu không? Bây giờ mà đốt than á là ta nói mệt mỏi, hay không? Bây giờ nó rất là tiện lợi, muốn nướng cá ra ngoài siêu thị mua cái lò nướng đem về, hiểu chưa? Đơn giản. Vợ mẹ nó rất tẹt ra vậy mà cũng không hiểu là sao trời. Ủa đơn giản vậy hả ta? Ờ. Trời ơi, làm con nghĩ cái ý nghĩa nó phải thâm thúy hơn, sâu xa vậy đó. Nó không có gì gọi là thâm thúy hết trơn á. Cái vế đầu có thể là hiểu là thích cái lò nướng. Ờ. Nhưng mà cái vế sau nó mới khó hiểu đây nè. Để sao sao? Vế sau là lấy tiền mua rượu cho chồng nhậu chơi. Đó, bây giờ tới ngày sinh nhật của nó, cái mày đem tiền mày tặng cho nó, mà nó thấy cái tấm lòng của mày vậy là nó vui rồi, hiểu không? Nó không muốn lấy tiền, nó muốn cho chồng nó hưởng thụ, nó mới kêu mày cầm cái tiền đó, mày đi nhậu đi, hiểu không? Đi nhậu cá nướng đi. Vợ cũng tốt với con đó, nó thương mày vậy thôi à. Anh ơi, nói ra kìa, thôi thôi, Hồng xinh đẹp mà tốt bụng mà thương chồng dễ sợ luôn. Sao anh chưa đi đi? Em nhắc mới nhắc, đi chú, đi đi. À, chú cháu mình đi nhậu cá nướng với lại uống rượu nha. Ờ, đi nhậu cá nướng uống rượu cho vừa lòng vợ mày. Cá nướng là thế nào anh? À? Thì em nói đó. Em nói gì? Thì em nói là em không muốn nhận tiền này, không cần quà sinh nhật gì hết, chỉ cần mua cái lò nướng rồi tiền còn dư anh lấy đi nhậu cá. Anh không hiểu cái gì cả. Em đưa ra cái câu tục ngữ đấy là một cái cách nói ẩn ý để làm cho cái tình yêu của chúng mình thêm thi vị. Ý của em là em đã cống hiến cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân, cả tuổi trẻ và tất cả tinh lực của em là em dành cho anh. Em phục vụ, em yêu chiều anh. Thì đến ngày sinh nhật của em, anh phải tự ý, anh phải biết là anh đi mua quà sinh nhật, anh mang về, anh dâng tặng cho em. Thế mà cuối cùng anh đi lấy tiền để anh đi nhậu cá nướng. Tôi không hiểu nổi. Ai là người giải thích cho anh cái câu đấy thế? Chú hai nè. Cái gì vậy mày? Coi tao là tao tính nói là tao đi thư viện tao trả cái cuốn bách khoa toàn thư này à nha. Tao không có đụng chạm vô chuyện vợ chồng mày à nha. Đúng không con? Trời ơi, bông qua lại cấm bãi. Trâu. Nào không có chị, không có chị không có đổ lỗi, đàn ông con trai không đi đổ lỗi. Mình không hiểu thì là việc của mình. Bây giờ vấn đề của anh là đi ra ngoài và mua quà về cho tôi. Hết. Ôi mệt quá. Nè. Tiền nè. Em cứ cầm đi, cầm là thích mua gì mua. Mày mốt đừng có xài cái từ ba cái vụ mà ẩn ý cây dao dục ngữ nha. Khó hiểu làm rốt cuộc anh nè. Anh như cái bẫy châu, ghét dễ sợ. Thôi thế thì cái kiểu này mình phải có cách khác. Lần sau mình sẽ viết email, một bức thư tình và sau đó sẽ gửi thẳng vào mặt của anh ấy. Lúc đó anh ấy sẽ phải hiểu. Trời ơi, từ ở đây lại anh đang nói chuyện mà. Gì vậy? Có cái gì cũng phải nói với anh một câu chứ. Giận từ mấy bữa nay không có nói một cái câu nào là sao? Nè, hai đứa có chuyện gì vậy hả? Trời ơi, ba làm ơn ba nói với vợ con một tiếng đi. Ba nghĩ sao? Bình thường á, giận nhau vợ chồng á, có cãi nhau thì ít ra vợ con còn trả lời lại. Lúc nào cũng dùng thơ ca tục ngữ hả? Tống vô não con. Biết là có hơi nhức đầu nhưng ít ra còn có trả lời. Đằng này bữa nay, ba bốn bữa nay rồi im tin tích không nói một câu, ai mà chịu nổi. Trời ơi, nhả. Em nói rồi còn gì? Nói cái gì? Nói hồi nào? Ba. Vụ gì? Anh Tú. Sao? Thôi để lát nữa tôi về tôi gửi email tiếp cho anh. Cái gì? Hả? À? Gì? Email đó hả? Ủa gì kỳ vậy, vợ chồng gì mà không có gì? Dạ. À, Tú, dạ. Tú dạ. Ngồi đây, Tú ngồi đây. Dạ. Đây là Tú, người sắp ký hợp đồng rất là quan trọng với em. Dạ. Còn đây là anh Tú chồng chị. Dạ. Tú. Kia là ba chồng chị. Ba cô chào bác. Dạ. Ngồi chơi nghe bác pha nước chú. Ngồi chơi. Dạ, con cảm ơn bác. Ừ. Công nhận nha. Phải công nhận một điều là mấy người tên Tú còn thật đẹp trai dễ sợ luôn á. Like. Em biết cái bản hợp đồng em này bưng nước nó rất là quan trọng với em. Nhưng mà không có bản hợp đồng này á thì chắc chắn là em sẽ bị sa thải. Công ty của em là bị phá sản đó. Nhưng mà không thể vì bản hợp đồng này á mà chị có thể ép em mà đổi tình lấy bản hợp đồng được đâu chị. Nè cậu kia, cậu nói cho rõ ràng nha. Cái gì mà hả? Vì hợp đồng mà phải cặp kè với nhau là sao? Cậu cặp với vợ tôi làm sao? Nói đi. Cái gì vậy? Em bị dở vậy? Chị cặp với em hồi nào? Hồi nào? Chị, em biết là em rất đẹp trai. Chị cũng vậy, chị cũng rất là xinh gái. Và chị thông minh nữa. Cảm ơn em.
Nhưng mà chị đừng có bắt em làm những chuyện mà em không muốn làm. Trời ơi, quá trời, quá đất rồi. Quá trời rồi, ba thấy chưa? Khoan, chị làm cái gì em? Chị ép buộc gì em? Ép cái gì? Lúc nào? Nói cho rõ ràng. 12 giờ đêm hôm qua. 12 giờ đêm hôm qua chị ép buộc em á? Cậu nói láo vừa thôi nè. Sao? Tôi là nhân chứng sống nè. 10 giờ đêm qua hai vợ chồng mình leo lên giường với nhau rồi đúng không? Đúng. Chính xác, 12 giờ đêm tôi ngủ mất tiêu rồi. Bởi vậy tôi mới nói anh đã ngủ say rồi thì giờ anh làm cái gì, làm sao anh biết được? Trời ơi, đúng rồi, lúc tôi ngủ say là phải phát được gì. Bình tĩnh, nó đâu có ra khỏi nhà đâu mà nó làm cái gì. Tiếp tục đi con, bình tĩnh. Nói cho rõ. Chuyện gì? Trời, tôi tức quá mà. Đây, bằng chứng đây gì? Đó, chị gửi mail cho em đây nè. Chị nhắn tin mấy cái lời tình cảm ngôn tình. Chị coi đi. Em, chị bảo cái vấn đề ấy là thế này. Chị viết một cái tâm thư gửi cho chồng chị, anh ấy tên là Tú. Nhưng mà trong lúc đầu óc bấn loạn lúc 12 giờ đêm, chị đánh nhầm cái email Tú đấy qua email Tú em, hiểu không? Và cuối cùng là chị đã gửi nhầm cho vợ của người ta. Đấy. Anh chị nói chuyện với chơi chút. Đấy, thế. Anh hiểu chưa? Bác. Hiểu em. Anh cái con người hồ đồ. Đây, cả cái email của em dài như thế này. Em kể bao nhiêu là kỷ niệm của chúng mình ngày xưa. Anh đọc thì anh phải biết là em gửi. Sơn xác không đọc đoạn này. Xong rồi cho là em đi tặng tiệu cặp với đứa khác. Bác. Gì? Hai vợ chồng này ly thân hay sao mà phải gửi mail bác? Không phải. Hai đứa tụi nó đó mới cưới nhau về ở chung với nhau trên lầu á, ở chung nhà, chung phòng, chung giường, hạnh phúc lắm. Trời ơi là trời, hai vợ chồng mới cưới ở chung lầu chung giường thì nói thẳng vô mặt nhau đi, gửi mail làm cái gì vậy trời? Tôi cũng nghĩ vậy đó. Tôi thay đổi cảm hứng ấy mà. Làm gia đình tôi xào xáo hết trơn trời hả? Thôi xin lỗi nha, xin lỗi. Đánh nó tét bét cái mặt đó kìa. Còn bây giờ tôi về tôi nói với chồng của tôi mà lỡ như ảnh không chịu tin là hai anh chị phải qua nói đó nghe chưa? Bây giờ thôi xin lỗi em, hứa sẽ không có sự nhầm lẫn như thế nữa tôi nhá. Gia đình xàm xí. Làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Trời đất ơi, hút hà nữa hả? Anh đừng làm gì, anh sợ lắm. Anh làm gì? Lớn nghe. Hả? Em cho anh số điện thoại được không? Đi. Gì vậy? Ngâm chân. Cái đó, cái quần đó, nó có mặc vô gì? Tại em là bạn của vợ anh cho nên là anh muốn xin số điện thoại của em thôi. Anh kỳ quá à. Em là bạn của vợ anh xin số điện thoại của em mới kỳ đó. Có sao đâu, em là bạn cho nên anh xin số điện thoại được. Đâu đâu anh gọi điện anh hỏi thăm sức khỏe em. Không, em khỏe lắm, lúc nào em cũng khỏe quanh năm mà chừng nào bệnh em báo hay chứ. Thì bên anh biết đầu điện anh nào tâm chức vị im chứ. Rồi em biết rồi nha. Mày đặt bắt trước đi bán sim đúng không? Điện đăng thật kêu bán sim không? Em xài một sim cố định em có ấy đâu. Cái gì vậy?